Bán bánh bông lan ở Long Thành phải không? Anh ba. Bán nhiêu cái vậy? Sáng bán 10.000, giờ còn 5.000. 5.000 hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá trời quá đất. Anh mở với em thúng luôn em. À, cảm ơn anh, trời ơi, ủng hộ quá trời quá đất luôn rồi. Cảm ơn anh. Anh mua mấy cái anh? Mua một thúng luôn. Bông lan cánh trắng nhĩ vàng, quá thương bởi cô nàng kéo nướng bánh bông lan. Bông đỏ lúc mình mà thơm thương, quyền thời nhờ tiên qua giang tìm về. Vàng cánh trắng còn cái bánh bông lan cánh vàng gì nó cũng vàng luôn. Vậy mà hễ nhắn lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Nãy giờ em cũng muốn ở đây vậy anh ơi. Sao cô hay nín thinh vậy? Không nói một lời. Ông bà mình bảo hễ có ăn là có nói. Sao cô hay hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải đó anh ba. Ông bà mình có nói hễ có ăn á thì có nói, nhưng mà sáng giờ bán giả chưa có ăn anh ba ơi. Vậy nãy giờ tôi nít dùng cho cái bánh bánh bông lan rồi. Chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho vậy. Có hai hối làm sao cho đành đoạn. Cô hai ơi, cũng tại cái bánh bông lan. Cô biết sao không? Anh ở đây mà từ ở trên xứ tôi lặn lội tới dưới này. Anh ba, xứ anh không có hả? Các người đánh bột khéo tay cho nên kìa đó. Ở nhà đánh bột khéo tay chứ đâu phải em đâu. Ủa vậy không phải? Ừ, chắc là nhờ tay nướng khéo đó. Trời ơi, cảm ơn anh ba. Má em nhà đánh bột. Vậy không phải hả cô hai? Cô ăn gì vậy? Muốn lẽ tôi lặn lội xuống như này là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì? Tôi nhớ. Nhớ gì nói em nghe. Nhớ nhớ bánh bông lan. Vậy mà em tưởng. Tưởng gì? Nhớ. Nhớ ai? Anh ba ơi. Dạ ơi. Cái giả của Xuân Trang đây thiệt tình. Trang nghĩ sao? Trang nói vậy à? Phải vậy không cô hai? Chứ anh ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan. Thì sao? Thì em gói cho anh vài chục cái đem về xứ để anh ba dụng. Chịu không? Cảm ơn cô hai. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Trời ơi, em lẽ vào một khuôn một lò nướng luôn hả mấy anh? Cô hai à, nghe nói nghề làm bánh đâu phải làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa đâu cô hai. Vậy á, anh ba về đưa chị xuống. Ba má em đâu có xấu bụng mà giấu nghề. Nhớ nghe anh ba, mai về đưa chị xuống. Cảm ơn cô hai. Cô tốt bụng vậy tôi rất cảm ơn. Nhưng anh một điều là tôi đây chưa có vợ. Trời ơi, đẹp trai vậy mà không có vợ. Ai tin?
từng tuổi này ở vậy có mình nên à. Em biết rồi, lòng lừa kén chọn lắm có phải không? Cô hai ơi, cô có lọc lừa có kén chọn gì đâu. Chắc tại cái mùi vị bánh mông lan mà cả đời tôi quên không được. Từ hồi sáng tới giờ tôi nói cái gì cũng bàn ra hết trơn hết trọi vậy cô hai. Thôi thì nó gần nó xa không qua nói thiệt. Cô hai à, tôi lặn lội xuống Long Thành này là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì? Tôi nhớ. Đừng nói nghe ơi. Tôi nhớ cô hai. Nhớ cô hai nói đại. Trẻ tơ mẹ ơi, mẹ đã số con số quãng đời của mẹ. Tờ chiếc dòng thơ ngay theo lời ru em mà mẹ đã theo chân con trên vạn ngà sông hồ. Rồi từ đó, sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa vì biết con đã con rồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giữ mình tỉnh giấc. Rồi
thì mẹ già đã 80 niên kỳ. Nhân qua sen dần nở tươi hồng, trên đồ cười qua đức Phật Như Lai. Nhà Ngọc Diệu xin chân thành cảm ơn nụ hôn của người chị vào những câu hỏi thân thương quý vị rất nhiều.